Sâu chị đẹp đạp gió dậy sóng 2023 đang dính phải hàng loạt sự chỉ trích, ngờ vực về kết quả khi mới đây khán giả đã soi ra được điểm bất thường của sâu, khác xa hoàn toàn với bản gốc, tính minh bạch không rõ ràng. Đến thời điểm hiện tại, chị đẹp đạp gió dậy sóng đã lên sóng được 9 tập với 3 đêm công diễn. Tuy nhiên, bảng điểm cá nhân của từng sao nữ đến nay vẫn là ẩn số đối với khán giả. Đây cũng là điều khiến netizen thêm nghi ngờ về tính minh bạch của chương trình. Sau mỗi phần công diễn ở đạp gió bản gốc, nhà sản xuất Trung Quốc luôn có phần công bố rõ ràng thứ hạng từng nghệ sĩ. Qua đó, khán giả có thể theo dõi sát sao vị trí của thần tượng trong chương trình, liệu tăng bậc hay tụt hạng so với những buổi công diễn trước. Các chị đẹp thuộc top dưới còn được host mời lên chia sẻ về thứ hạng của mình trong show, thể hiện nét thú vị của bản thân để các đội trưởng, những người có lượt vote cao nhất chọn về nhóm. Ở đạp gió bản Việt lại khác hẳn, đến nay khán giả vẫn không biết về bảng điểm thật sự của từng nghệ sĩ. Việc không công khai rõ ràng thứ hạng khiến khán giả ngày càng đặt nhiều nghi vấn về tính minh bạch của kết quả các vòng công diễn cũng như số lượt vote của 357 khán giả nữ có mặt tại trường quay. Còn nhớ sau vòng solo đầu tiên, bảng điểm chung cuộc của 30 chị đẹp từng được nhà sản xuất công bố nhưng gây tranh cãi dữ dội. Không ít người cho rằng ekip đang ưu ái chấm điểm cao cho những chị đại nổi tiếng, trái ngược hoàn toàn với số điểm dành cho dàn nghệ sĩ kém nổi bật hơn. Vì thế, đến hiện tại, không ít người nghi ngờ về việc nhà sản xuất giấu nhẹm bảng điểm để tránh tạo thêm ồn ào như những tập đầu. Trước đó, chị đẹp Lệ Quyên trong chương trình bị khán giả nhận xét là được ưu ái quá mức, thậm chí cô còn bị nói là mua cả chương trình. Đáp trả về những thông tin này, nữ hoàng phòng trà cho hay, chị cười không nhặt được mồm, tôi chẳng bao giờ dùng một xu tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt vào chuyện không đâu, ekip người ta bỏ nhiều tiền bạc, công sức rồi, mình tử tế giúp người ta là đủ, ai cần cái gì ở mình ngoài sự nghiêm túc đâu. Đây cũng không phải là lần đầu đạp gió bị khán giả phản ánh. Cụ thể, cách bình chọn của chương trình bị nhận xét là loằng ngoằng. Thay vì kêu gọi bình chọn như thông thường, Quỳnh Nga, Hương Ly lại nhờ bạn bè, người quen gửi tiền vào số tài khoản. Sau đó, người hâm mộ của Quỳnh Nga, Hương Ly sẽ dùng số tiền đó mua sim rồi bình chọn theo quy định của chương trình. Cụ thể, Quỳnh Nga viết, em vẫn mong muốn được các anh chị em ủng hộ bình chọn cho em 10.000 đồng, 20.000 đồng. Em sẽ nhờ các bạn fan hoán đổi thành vote và bình chọn cho em. Trong khi đó, việc của mọi người chỉ là chuẩn bị tiền, chuyển khoản tới bạn ấy giúp em để mua sim vote là nội dung trong bài kêu gọi của Hương Ly. Bài viết của hai người lập tức gây tranh cãi, tuy nhiên giải thích cho hành động trên, cả Quỳnh Nga và Hương Ly đều cho biết vote hơi lằng ngoằng, mua sim mới rồi kích hoạt. Theo thông tin trên trang web, giá sim là 35.500 đồng, trong khi gói data để có thêm 25 bình chọn là 145.000 đồng, gói data dùng được trong 30 ngày. Cách thức bình chọn của chị đẹp đạp gió dậy sóng xưa nay hiếm có ở các chương trình âm nhạc Việt. Cách thức vote của hầu hết chương trình là gửi tin nhắn qua tổng đài hoặc bình chọn trên trang web chính thức. Không kể, chi phí có thể thấp hơn mà khán giả cũng tốn ít thời gian hơn so với bình chọn của chị đẹp.